Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ 4 xe ô tô tải chở 57 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. 4 xe tải chở hàng hóa có tổng trọng lượng trên 57 tấn gồm quần áo cũ, vải, chỉ cuộn, dây thể thao, dép, đồ gốm xứ, phụ tùng ô tô. Các lái xe khai nhận cả 4 xe tải trên chở hàng thuê cho các chủ hàng, chưa rõ họ tên và địa chỉ, các xe tải này đã nhận hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, vận chuyển sang Campuchia. Sau đó nhận hàng tại Campuchia rồi quay trở về Việt Nam, giao lại tại thành phố Hồ Chí Minh với tiền công là 1 triệu đồng một chuyến một xe. Trong số các tài xế này, có tài xế đã nhận vận chuyển khoảng 30 chuyến với số tiền công nhận được là 30 triệu đồng.